Ngày 13 tháng 11, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin Cà Mau cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và xử lý. Trước đó, ngày 3 tháng 11, trên mạng Zalo do Tin đăng thông tin mua gạo tại chợ Thới Bình Cà Mau, khi nấu cơm hạt gạo không nở ra bình thường và nghi ngờ đây có thể là gạo giả. Kết quả, Sở Thông tin, Công an tỉnh Cà Mau, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản xác định chủ tài khoản do tin của ông Đờ, Tờ ở xã Thới Bình, Cà Mau. Các cơ quan qua kiểm tra cảm quan mẫu gạo do ông Tờ cung cấp. Gạo trên có mùi đặc trưng, không có mùi lạ, có màu trắng tự nhiên, hạt gạo có lớp cám bên ngoài, khi ngâm trong nước trương nở bình thường và không có căn cứ xác định đây là gạo giả. Các cơ quan đề nghị ông Tờ gỡ thông tin, đính chính thông tin và cam kết không đăng thông tin khi chưa có căn cứ hay kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trước đó, vào đầu tháng 11 năm 2019, tài khoản Zalo có tên Giờ. Tờ đăng tải thông tin, ngày hôm qua, gia đình mình có ra chợ Thới Bình, Cà Mau mua một bao gạo 50kg. Khi về nhà hạt gạo vẫn trắng tinh. Để sau một đêm, hạt gạo lại chuyển sang màu vàng. Ông Nguyễn Văn Đen nói, trước mắt đề nghị ông Đờ. Tờ không được không đăng tải thông tin gây nhầm lẫn, hoang mang dư luận. Và đang đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan chức năng giám định có phải gạo giả không và xử lý tiếp theo.